Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về loài lan ý ngọc. Ý ngọc là một loài lan thuộc chi hoàng thảo, gọi là dòng hoàng thảo đấy, hoàng thảo thân thòng. Thì ý ngọc thì có cái mặt hoa trắng và họng tím các bạn nhé. Phân bố chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Ý ngọc là một loài lan rất dễ sống, là một loài lan có sắc nhưng mà lại không có hương. Hương của ý ngọc thì trừ những cái ý ngọc đột biến như ý ngọc không họng thì mình đã ngửi thì không có mùi gì. Nhưng ý ngọc bình thường cánh trắng họng tím này thì nó thường có mùi hắc các bạn nhé. Mùi hắc. Và ghép lan ý ngọc như thế nào? Thì các bạn chọn giá thể, các bạn có thể chọn trên lũa cũng được, trồng trong chậu cũng được. Tuy nhiên là ý ngọc thì rất dễ bị thối nhũn, rất dễ bị thối nhũn. Chỉ cần mưa một tí, mưa khoảng 2-3 ngày mà để phơi mưa là ý ngọc sẽ chết. Mình bị rất là nhiều lần rồi. Như đây là một cái cây ý ngọc của mình đang lên, nhưng mà hôm trước có mưa 3-4 ngày nó bị thối gục luôn thân này. Đấy. Mặc dù vẫn đang có hoa rất là đẹp đây. Đấy. Thì các bạn lưu ý, ý ngọc có thể chịu được khô hạn nhưng mà không chịu được cái độ ẩm quá nhiều, không chịu được mưa nhé các bạn nhé. Cho nên khi các bạn trồng thì các bạn không nên để ngoài phơi mưa mà các bạn phải để ở trong mái. Thì sẽ đảm bảo cho cái cây ý ngọc của các bạn lên tốt hơn. Mình quay kỹ dễ. Có những cái cây này mình không để không dính mưa cho nên nó phát triển tốt. Còn ở bên này thì dính mưa cho nên là dễ bị trương lên và chết cây ý ngọc. Thực ra mình cũng lưu ý rất nhiều lần rồi nhưng mà hôm trước là mình quên. Nếu các bạn muốn để phơi mưa thì các bạn phun cái thuốc chống thối nhũn cho nó. Đấy. Ý ngọc là một cái loài lan có sắc trắng tím rất là đẹp và rất nhiều người thích nó, làm đủ cho cái bộ sưu tập của các bạn. Đấy. Nên có một giò ở trong nhà. Đấy là những cái lưu ý khi các bạn ghép ý ngọc. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.